Ở phần trước thì tụi mình đã được đến tham quan Chateau La Croisée và đã được nghe về quy trình làm rượu cơ bản ở đó. Tụi mình đã có một bữa picnic rất là đặc trưng, bao gồm nhiều loại phô mai, thịt nguội, bánh canele của Bọc Đô và tất nhiên là không thể thiếu nho rồi. Nào, bây giờ mình lại tiếp tục đi tham quan thôi. Bữa trưa rồi, bây giờ chị Hà sẽ đi mua rượu. Hà sẽ mua hai chai. Chai một chai thôi, xong rồi sẽ mua một chai. Mua một chai thôi. Sau đó thì cả đoàn di chuyển đến một chateau khác. Ở Saint-Emilion có khoảng 130 chateau với tổng diện tích đất trồng nho chừng 5.000 hecta. Cấu trúc của một chateau thì bao gồm vườn nho, hầm rượu và một ngôi nhà nhìn như một cái lâu đài vậy đó. Rồi đến cái chateau thứ hai. So what is the name of this chateau? Okay. See that beautiful chateau? Yeah. You see this one? You see the tower there? Yeah. It's called Chateau Ambe Tour Pourret. What a good guy. Ngoài nhìn cũng rất là cổ, rất là Pháp, và bên trong thì rất là hiện đại. Lâu đài này có lịch sử khá là lâu đời vì đã được xây dựng từ thế kỷ thứ 19 cơ. Hiện tại thì lâu đài này đã đi theo hướng sản xuất rượu organic. Họ có những phương pháp chăm sóc và bảo vệ cây nho rất là hay. Ví dụ như là sử dụng những miếng đuổi ong bướm nhân tạo mà mình cũng không biết thành phần của nó là gì nữa. Tuy đã đi theo hướng này từ năm 2009 nhưng mà mãi tới năm 2015 họ mới có được mùa vụ thành công đầu tiên. Nên nếu ai mà thấy chai rượu nào của Chateau này ghi năm 2015 thì rất có thể đó là một trong những chai rượu organic đầu tiên của họ đó nha. Hồi nãy được nghe kể là người ta sẽ bơm cái này trộn lên cho nó đảo, không biết bằng cái gì, đây là cái máy đó, là cái máy bơm. À, ở trong đây người ta còn có cái loại, cái này cái gì quên mất rồi, mà bằng xi măng, còn cái này thì loại mới. Is that a step for drinking wine? This is step. So you look at it, stirring it, smell it, and then drink it. Hồi nãy mình gặp xe đạp thì có một tai nạn, có một cô kia cổ té, xong rồi chồng cổ bay qua giúp cổ, đang bay qua thì lại làm cho cái cô mắt đa, cổ cũng ngã luôn, ngã liên hoàn ba người. Bây giờ cái cô này cổ đang phàn nàn, cổ đau, thực là nhõng nhẽo. Đây là lát cắt của mấy cái thùng này, thì ở bên trong mình nó sẽ được đốt cháy xém như thế này, còn bên ngoài thì là gỗ dày như thế này. Thì chị nói gì? Đây là Chateau Organic đầu tiên. Không, nhưng bắt đầu quá trình organic từ năm 2009 là đầu tiên ở đây. Xung quanh những chateau, xung quanh chateau này cũng là những cái chateau khác mà cũng chung organic. Là phải ở chung với nhau thì mới cùng đất đấy thì mới có thể thực hiện cái mục đích đó được, còn nếu không thì lẫn các đất khác thì không thể. Thay vì thuốc trừ sâu thì có một cái mixture, có một cái nước đặc biệt, đúng rồi, có gì, có những cái thành phần như là kẽm đồng gì đấy ha, phun lên xong rồi còn có những cái miếng gì để mà nhưng mà hình như để đuổi ong bướm. Hình như giá ở đây không đắt lắm so với những nơi khác, bởi vì không biết tại sao đang đi organic phải đắt hơn chứ, tại vì nếu mà mất một vụ mùa thì sẽ mất hết, mà giá thì không đắt lắm. Yes, careful, cái dốc này rất là cao. Yeah. À, trời ơi, đi lạnh quá, có nhiều à, xuống dốc nhiều. Đây là chiều rồi, mọi người sẽ được vào trong chơi và Hey guys, how you guys? This is Thomas talking, yeah? Well, here we are in Bordeaux Classique. Bordeaux Classique is the wine shop that you're gonna taste a lot of wine again. Enjoy! I have a very good tour guide today. Ở đây mình được thử rất là nhiều loại rượu, nhiều hơn là ở mấy cái chateau. Mỗi chateau thì chỉ được từ 1 tới 2 thôi. Ở đây có rất nhiều luôn.
Ở trong tour này thì lẽ ra tụi mình sẽ được tham quan 3 chateau, 1 shop rượu và thử tổng cộng là 15 loại rượu. Nhưng trong quá trình đi vì gặp một số trục trặc nên tụi mình đã bỏ qua chateau thứ 3 và đến thẳng shop rượu này. Ở đây ông chủ quán rất là nhiệt tình và ông ta cố gắng cho mọi người thử nhiều nhất có thể. Điều thú vị ở đây là mặc dù đã thử qua 13 loại rượu khác nhau nhưng mình không hề cảm thấy say sẩm hay là lưỡi dính một tí màu nào cả. Đây là một trong những cái loại rượu đắt nhất ở Bordeaux. Nghe nói những cái chai này nè, mấy chai này là cỡ từ 1.000 tới 2.000 euro một chai. Chai này chắc cũ lắm rồi nè, 500. Petrus năm 1983. Mấy chai này cỡ 600 mấy một chai. Đây là loại rượu mà giá rẻ hơn cỡ 10 lần. Nhưng mà bác chủ cửa hàng nói là nó ngon y như là những cái loại rượu mắc tiền này, Petrus gì đó. Voila. Wow. 4.6. Tại vì cái cô kia cũng còn đau chân cho nên bây giờ tụi mình sẽ còn 15-20 phút để wander cái sao xinh đẹp này thôi. Trời ơi, ghét tại cô kia. Trời lâu lắm mới thấy cái giếng này đó, cái giếng giếng bơm nước. Trời ơi, đây là một cái thị trấn rất là xinh luôn á. Cây cối. Đây là tháp. Cái này là cái tháp chuông hình như là cao nhất á. Leo lên hơi cực. Đá vậy chứ mà cũng trơn, cứ phải bám mấy cái này. Trời ơi, thực sự rất đẹp. Ô, mình đi ngược chiều rồi. Thế bên phải và leo bên trái. Một đoàn người trong đó. Bà Hà đi cao gót này vẫn đang chật vật. Đi dạo ở trong thị trấn của Saint-Emilion thì có cảm giác giống như là bước vào phim trường của mấy cái phim châu Âu ngày xưa. Anh hướng dẫn viên có nói rằng cái thị trấn này có kiến trúc đặc trưng của thời Trung Cổ, mà tôi không phải dân kiến trúc nên cũng không hiểu. Chỉ có cảm giác là tất cả các công trình kiến trúc ở đây đều làm bằng đá hết. So, here we are in the cloister. The cloister has been built in the 11th century and it's a place where the monks used to have a lot of meditations, okay? It's a place where silence and respect remains. You have some famous monks that have been buried all along. As you can see, there are tombs all around the area. Ngoài nhà thờ bằng đá khối cổ lớn thứ hai trên thế giới, nhà thờ Monolith với cái tháp chuông cao hồi nãy á, thì ở Saint-Emilion còn có nhiều công trình kiến trúc cổ khác như là tháp Goy, nhà Tu Kín, nhà Nguyện Chúa Ba Ngôi và nhà thờ của Saint-Emilion. Hầu như nhà cửa và các công trình kiến trúc ở đây đều được xây dựng bằng đá hết. Màu vàng nâu của đá làm cho thị trấn này nổi bật lên giữa một vùng trồng nho xanh rộng lớn như thế này. Thế là ngày hôm nay đã hết, giờ lên xe và đi về thôi. Nhìn chung là tụi mình khá là hài lòng với chuyến đi ngày hôm đó, bởi vì anh hướng dẫn viên rất là dễ thương, cung cấp cho tụi mình rất là nhiều thông tin bổ ích và đã chuẩn bị cho tụi mình một bữa picnic rất là ngon. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và đóng góp ý kiến cho video của mình và rất mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ ngang nha. Bye bye. All right, let's go. Martha is waiting for us.